Chăm sóc da là nhu cầu thiết yếu của phụ nữ trong cuộc sống hiện đại. Với sự phát triển không ngừng của khoa học nói chung, cũng như công nghệ chăm sóc sắc đẹp nói riêng, ngày nay làm đẹp cho da không chỉ dừng lại bằng cách áp dụng các phương pháp vật lý, giải phẫu, massage trị liệu hay mỹ phẩm dưỡng da từ bên ngoài bề mặt da, mà còn là sự tác động hỗ trợ sâu vào cơ thể qua các hình thức chuyển hóa, trao đổi chất tận sâu bên trong tế bào, hỗ trợ phục hồi cấu trúc da bị hư tổn và lão hóa thông qua quá trình kích thích trao đổi chất của tế bào và kích thích khả năng sản sinh collagen. Như chúng ta biết, collagen là một dạng protein đặc biệt có nhiệm vụ giữ gìn và bảo quản các mô liên kết như gân, sụn, dây chằng, v.v. Collagen cũng là thành phần chính trong tế bào xương, mạch máu và nhất là da, chiếm khoảng 25% tổng lượng protein trong cơ thể. Collagen được ví như một loại keo dán giúp kết dính các mô liên kết. Sự suy giảm, mất cân bằng và thiếu hụt lượng collagen trong cơ thể có thể gây ra rất nhiều tác hại như da khô, nhăn nheo, xuất hiện nhiều nếp nhăn sâu trên khóe mắt, khóe miệng, dễ mắc các bệnh viêm nhiễm trên da, tóc rụng, thị lực bị suy giảm. Để chống lại những tác động nguy hại của quá trình oxy hóa trên da, một thành phần quan trọng Astaxanthin được thêm vào các sản phẩm làm đẹp trong tất cả các sản phẩm chăm sóc da của Astalift. Astalift đã được giới thiệu tại Việt Nam trên 2 năm, nhận được rất nhiều thành công và đón nhận từ khách hàng những phản hồi rất tốt. Bởi vì sản phẩm được nhập khẩu 100% từ Nhật Bản và chất lượng luôn luôn được đảm bảo cao nhất. Vào thời điểm này, dòng sản phẩm collagen rất thành công và được làm mới tại thị trường Việt Nam. Và thật bất ngờ, chúng tôi nhận được giải thưởng cao quý từ tạp chí Cosmopolitan cho dòng sản phẩm giúp làm trắng da. Nhiều người Nhật rất ngạc nhiên khi biết Fujifilm bắt đầu bước chân vào thị trường mỹ phẩm và cho đến nay, Astalift đã trở thành top 5 thương hiệu ngăn ngừa lão hóa da tốt nhất tại Nhật Bản. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể làm điều tương tự ở các thị trường khác, đặc biệt thị trường Việt Nam đầy tiềm năng và có doanh số bán hàng tăng trưởng nhanh chóng. Tôi hy vọng khách hàng Việt Nam sẽ hài lòng với sản phẩm của chúng tôi mỗi khi họ sử dụng. Astaxanthin, sắc tố màu đỏ thường được tìm thấy trong cá hồi, cà rốt và tôm, có chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Nó có khả năng bảo vệ chống lại sự phá hủy của các gốc tự do và giúp duy trì độ đàn hồi và độ săn chắc da. Ứng dụng sự tiên tiến của công nghệ nano thẩm thấu xuyên với những lớp da sâu bên dưới da, Astaxanthin có những kích thước nano siêu nhỏ kết hợp với 3 loại khác nhau của collagen được hấp thụ nhanh chóng vào các lớp sâu hơn của lớp da, tạo ra quá trình hydrat hóa và sự nuôi dưỡng tốt nhất. Cũng có một ước mong là cái làn da của Khôi có thể trẻ mãi để Khôi lúc nào cũng tự tin trên sân khấu và cả ngoài đời và thậm chí là trong những hoạt động như thế này. Và Khôi cũng sử dụng những sản phẩm về collagen, nhưng hôm nay thì Khôi được biết đây là một sản phẩm có thể nói rằng là làm cho Khôi rất là thiện cảm khi mà nghe và được biết đến, và Khôi tin là sau buổi ngày hôm nay thì Khôi sẽ về sử dụng. Astalift có sự kết hợp của 3 loại collagen khác nhau bởi các kích cỡ khác nhau, mang lại sự thẩm thấu vào da với hiệu quả tối ưu, giúp dưỡng ẩm làn da, tăng cường độ đàn hồi da và giúp cho làn da sáng đẹp. Sắc đẹp của người phụ nữ đem lại sự tự tin, niềm lạc quan và tạo nên thành công của mỗi người. Giờ đây, việc chăm sóc da trở nên thật đơn giản và an toàn để cho chị em thỏa sức trải nghiệm và tìm được những giá trị cao quý trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.